Hôm qua, Ban tổ chức diễn tập xã Vĩnh Khánh huyện Thoại Sơn tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, Bí thư huyện ủy Thoại Sơn, trưởng ban chỉ đạo diễn tập huyện Thoại Sơn, Nguyễn Thị Minh Kiều đến dự. Nội dung diễn tập chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 dựng hành cơ chế của Công ban nhân dân xã, Ban chỉ huy ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và phòng thủ dân sự xã Dĩnh Khánh. Giai đoạn 2 thực hành ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Theo đó tình huống gia đình đặt ra do ảnh hưởng của cơn bão số 3 xuất hiện mưa lớn kéo dài nhiều giờ, kết hợp gió giật mạnh, một số khu vực trong xã có hiện tượng bị ngập úng do nước dân cục bộ. Vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 9 tháng 8 năm 2023, sẽ ra mưa dòng lớn làm chìm xuồng trên sông. Các lực lượng tổ chức cứu người tài sản cho người dân bị nạn thông qua diễn tập nhằm nâng cao trình độ năng lực lãnh đạo chỉ huy của cấp quỹ đảng quản lý điều hành của chính quyền trong chuẩn bị và thực hành ứng phó thiên tai tìm kiếm cứu nạn.